Sau trận đấu trên sân Thiên Trường ở vòng 4 giai đoạn 2, Hải Phòng đã chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu. Dược Nam Hà Nam Định lúc này đã lầm vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Còn với Quảng Nam, từ ứng cử viên số 1 cho suất xuống hạng nhất, hiện đội bóng này vẫn còn nguyên cơ hội trụ lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Trước vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020, Dược Nam Hà Nam Định gần như đã cầm chắc tấm vé trụ hạng. Thời điểm ấy họ có 17 điểm và hơn Quảng Nam tới 8 điểm khi giải chỉ còn 3 vòng đấu thì sẽ kết thúc. Thậm chí thầy trò huấn luyện viên Phạm Hồng Phú còn có lợi thế rõ rệt hơn hẳn so với Hải Phòng khi mới có 13 điểm. Thế nhưng, sự chớ trêu trong bóng đá đã đẩy đội bóng Thành Nam vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng tại V-League. Sau 2 trận thua với những đối thủ trực tiếp, Dược Nam Hà Nam Định đã bị Hải Phòng vượt mặt và chỉ còn hơn Quảng Nam đúng 2 điểm trước vòng đấu cuối cùng. Dù vẫn nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng hai trận đấu vòng 5 giai đoạn 2 của hai đội bóng này sẽ là những thử thách cực độ cho sự quyết tâm và toan tính của các huấn luyện viên. Về lý thuyết, Dược Nam Hà Nam Định đang hơn Quảng Nam 2 điểm nên thầy trò huấn luyện viên Phạm Hồng Phú chỉ cần thắng thì chắc chắn sẽ ở lại V-League mùa tới. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng Thành Nam sẽ làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An trước đội bóng xứ Nghệ đã trụ hạng thành công và không còn mục tiêu gì ở mùa giải năm nay. Đỗ Melo và các đồng đội có thể sẽ được thi đấu một trận cầu không quá khó khăn để có điểm. Tuy nhiên, để có 3 điểm lại là một chuyện khác, bởi đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Sông Lam Nghệ An. Chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường muốn chơi một trận hay để tri ân khán giả xứ Nghệ. Với Quảng Nam, cửa trụ hạng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công dù hẹp hơn nhưng cũng không phải không thể. Để trụ hạng, Đinh Thanh Trung và các đồng đội sẽ phải đạt điều kiện cần là đánh bại Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray và chờ điều kiện đủ từ trận đấu của Dược Nam Hà Nam Định. Nếu hòa hoặc thua đội bóng đất cảng, Quảng Nam sẽ xuống hạng. Trong điều kiện giành 3 điểm, lúc này đội bóng xứ Quảng có 18 điểm. Dược Nam Hà Nam Định cần ít nhất 1 điểm trước Sông Lam Nghệ An để có điểm số trên. Khi ấy hiệu số sẽ được xét đến. Hiệu số của thầy trò huấn luyện viên Phạm Hồng Phú hiện là -11, trong khi hiệu số của Quảng Nam hiện tại là -15. Như vậy, Quảng Nam sẽ phải giành cách biệt 4 bàn trở lên trước Hải Phòng để có thể trụ hạng. Khi hai đội bóng có cùng hiệu số bàn thắng các đội ghi được sẽ được xét đến. Ở điều kiện này thì Quảng Nam đang trội hơn so với Dược Nam Hà Nam Định. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trước Hải Phòng đã không dễ. Thắng đậm với cách biệt 4 bàn lại khó khăn hơn. Bởi dù Hải Phòng đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, nhưng trợ lý Nguyễn Quốc Vượng của đội bóng này đã nói: "Chúng tôi lúc nào cũng thế, Hải Phòng trận nào cũng thi đấu hết mình. Người hâm mộ Hải Phòng có đặc thù là họ rất yêu đội bóng. Nếu làm gì để họ buồn thì sẽ không được. Chúng tôi sẽ đá hết sức để tri ân cổ động viên nhà." Bên cạnh cuộc đua vô địch, cuộc chiến trụ hạng cũng diễn ra rất quyết liệt giữa Dược Nam Hà Nam Định và Quảng Nam. Đây là cơ hội cho khán giả để chứng kiến những dấu ấn chiến thuật đậm nét của các huấn luyện viên và những cảm xúc bùng nổ dưới sân. Lượt trận cuối cùng của nhóm B giai đoạn 2 V-League sẽ diễn ra đồng thời vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 10 trên sân cỏ cả nước.